Hãy tưởng tượng hôm nay là tối thứ 6 và bạn có một deadline cần phải hoàn thành trong tối nay. Tuy nhiên, hôm nay cũng là tối cuối tuần, nên không có gì ngạc nhiên khi mà đám bạn của bạn đang chuẩn bị tụ họp với một buổi đi chơi cuối tuần. Bạn là một người kỷ luật, và chắc chắn bạn sẽ chọn hoàn thành công việc chứ không phải vứt nó ở đó và đi chơi. Tuy nhiên, hãy xem xét trải nghiệm làm việc của bạn sẽ diễn ra như thế nào nhé. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, được 5 phút, và tâm trí của bạn bắt đầu xuất hiện những hình ảnh vui vẻ về cuộc đi chơi của đám bạn. Sự lựa chọn mà đáng ra bạn có thể chọn trước đó thay vì ngồi đây. Quá trình tập trung của bạn bị sao nhãng, bạn lo lắng rằng mình có đang bỏ lỡ điều gì đó thú vị không? Họ có đang vui vẻ khi mình không ở đó? Hay là mình nên đi chơi thay vì làm việc? Và boom, bạn rơi vào cạm bẫy tâm lý mang tên FOMO. Nhưng bạn cũng đừng quá lo, vì bạn không phải là người duy nhất và hiệu ứng tâm lý này cực kỳ phổ biến. Nên chỉ cần bạn lên Google search chữ FOMO thôi là đã có gần 40 triệu kết quả tìm kiếm. Bao gồm các bài báo của New York Times, một vài ý kiến của Forbes, một số của các tạp chí tiếp thị đang cố gắng xác định xu hướng của hiệu ứng này và vô số blogger than thở về trải nghiệm FOMO của chính họ. Thực tế, ở bất kỳ lĩnh vực nào trong đời sống bạn cũng cần phải đối mặt với FOMO. Tuy nhiên trong bài viết này, mình sẽ nói sâu hơn về hiệu ứng này trong lĩnh vực đầu tư, về nguồn gốc, hệ quả và cách xử lý để giảm tránh những tác động tiêu cực của nó lên kết quả đầu tư của bạn. Hãy cùng bắt đầu nha! Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spider Room và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spider Room chuyển thể những bài viết này thành video trên kênh YouTube của Nhà Nhện? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay? Tiền ở đâu, đầu ở đó. Group mới toanh từ Spider Room, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Hiện tại Spider Room đang dành đến cho tất cả các thành viên của nhóm một món quà vô cùng đặc biệt, nhằm đem đến những kiến thức cơ bản nhất để bạn có thể tự tin bắt đầu hành trình đầu tư của mình. Tham gia ngay group Tiền ở đâu đầu ở đó và nhận về khóa học đầu tư cơ bản bằng đường link dưới phần mô tả các bạn nhé. FOMO là gì? FOMO là từ viết tắt của cụm từ Fear of Missing Out. Khái niệm này được mô tả lần đầu tiên vào năm 2000 bởi tiến sĩ Dan Herman trong một bài học thuật có tên là Tạp chí quản lý thương hiệu. Tuy nhiên, từ viết tắt FOMO đã được Patrick McGinnis đặt ra một vài năm sau đó trong một ý kiến xuất bản năm 2004 trên tạp chí báo Mỹ The Harbors. FOMO được định nghĩa là tâm lý sợ bị bỏ rơi hoặc sợ bị lỡ mất các cơ hội tốt hơn so với hiện tại. FOMO bắt đầu bằng cảm giác bạn có thể đang bỏ lỡ điều gì đó. Sau đó, nó được củng cố bằng việc liên tục cập nhật tin tức mới. Hiệu ứng này trong thời đại ngày nay còn phát triển mạnh mẽ hơn nhờ sự phổ biến của Internet và mạng xã hội. Vì lúc nào bạn cũng sẽ nhìn thấy những điều thú vị đang diễn ra cho dù nó có cách bạn nửa vòng trái đất. Vì thế mà nó khiến bạn luôn cảm thấy mình có rất nhiều thứ phải cố gắng đạt được. Theo một khảo sát của Hiệp hội Tâm lý học Úc, FOMO phổ biến nhất ở người tuổi từ 18 đến 33. 2/3 số người trong nhóm tuổi này cho biết họ thường xuyên cảm thấy nỗi sợ bị lãng quên. Tâm lý này phổ biến ở nam giới hơn là nữ giới, mặc dù lý do vẫn chưa rõ ràng. Những người khi mắc phải hội chứng FOMO thường sợ rằng người khác luôn vui vẻ, hạnh phúc hơn mình, hoặc có thể biết những điều mà mình không biết và đang có những thứ mà mình không có được. Từ đó dẫn đến cảm giác tự ti, căng thẳng và không hài lòng với hiện tại. Kết quả là người dính tâm lý này sẽ bị kích thích phải hành động ngay lập tức trong một điều kiện thiếu lý trí để giải tỏa vấn đề đang khó chịu của bản thân. Chính vì vậy mà sau đó họ thường sẽ hối tiếc vì hành động vội vã đã làm. Ngược lại, trường hợp không thể làm gì để thay đổi hiện tại thì sẽ phải chịu cảm giác khó chịu dai dẳng kéo dài. Trong đầu tư, tâm lý này khiến cho nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán vì lo sợ mình sẽ bỏ lỡ những khoản lợi nhuận và những người khác sẽ có lãi nhiều hơn mình. Ví dụ khi thị trường chứng khoán đang tăng trưởng tốt, khi đó mọi người xung quanh bạn, các phương tiện truyền thông đều sẽ nhắc đến cổ phiếu và các khoản lợi nhuận. Lúc này bạn sẽ cảm thấy bị thôi thúc phải đầu tư ngay lập tức để tránh bỏ lỡ các khoản lợi nhuận tiềm năng mà quên mất những yếu tố khác như là rủi ro hay là khoản đầu tư đó có phù hợp với bạn hay là không. Chỉ đến khi những rủi ro xuất hiện thì bạn mới bắt đầu đi cầu cứu sự trợ giúp, và trong đầu tư như thế thì đã là quá muộn rồi. FOMO có lợi hay có hại? Thực tế bất kỳ vấn đề gì vẫn luôn có hai mặt của nó, và FOMO cũng vậy. Về mặt tích cực, ở một mức độ nhất định, FOMO giúp chúng ta có một tinh thần gánh đùa, luôn luôn muốn cố gắng, học hỏi để tiến lên, bắt kịp những người khác. Tuy nhiên, ở mức độ cao và thường xuyên hơn, FOMO lại biến sự ganh đua đó trở thành cảm giác ganh tị với những thứ mà người khác có. Từ đó khiến ta cố đạt được giống như họ, mặc dù điều đó có thể nằm ngoài điều kiện và vòng tròn hiểu biết của mình. Ví dụ, bạn nghiên cứu kỹ về ngành ngân hàng và nắm giữ cổ phiếu ngành này để đầu tư. Tuy nhiên, cổ phiếu bạn đang nắm giữ mãi không tăng giá, trong khi cổ phiếu những ngành khác thì trần liên tục 2-3 ngày. Lúc này cảm giác bất an và lo lắng bắt đầu lớn dần.
bạn bắt đầu nghi ngờ bản thân và nghĩ rằng các cổ phiếu kia sẽ tiếp tục tăng, còn của bạn thì sẽ mãi mãi không thể bắt kịp. Ngày hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, các cổ phiếu kia mở cửa đã tăng mạnh, còn cổ của bạn thì chẳng nhúc nhích gì. Lúc này FOMO khiến cho bạn hết có thể kiềm chế nổi và bán cổ phiếu của mình đi để nhảy sang mua cổ phiếu kia, mặc cho việc bạn chưa tìm hiểu gì về các cổ phiếu đó. Và đó là phần mở đầu của câu chuyện đủ đỉnh. Với cá nhân, FOMO sẽ làm cho một nhà đầu tư luôn bị cuốn theo các tin tức mới, các hình ảnh khoe lợi nhuận, và rồi tựa đưa mình vào cái bẫy của việc mua bán liên tục vì không hài lòng khi các cổ phiếu khác tăng mà cổ phiếu của mình đứng im, hay là luôn đu theo các cổ phiếu đã tăng nóng vì sợ bị bỏ lỡ mất các khoản lãi lớn nếu như mình đang đứng ngoài. Với đám đông, FOMO khiến cho họ luôn chạy theo những gì được coi là xu hướng và được nhiều người chú ý. Ví dụ, điển hình là những cổ phiếu tăng giá thì lại càng được bàn luận nhiều, được tung hô, ca ngợi. Vì thế mà càng thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới tham gia và tích tụ dần. Cuối cùng, chúng ta có được thứ gọi là bong bóng. Đó là khi đám đông FOMO điên cuồng chạy theo những tài sản đã tăng giá mạnh với suy nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục tăng nữa và không hề cân nhắc đến bất kỳ yếu tố gì khác, ví dụ như là rủi ro điều chỉnh. Bong bóng hoa tulip ở Hà Lan thế kỷ thứ 17, bong bóng bất động sản ở Mỹ vào những năm 2008, hay là thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020-2021 là những thực tế điển hình của hiệu ứng FOMO. Hậu quả là khi bong bóng vỡ, sau quá trình truyền tay nhau những cục than hồng, những người cuối cùng sẽ là những người bị bỏng, và số lượng người bị bỏng chắc chắn là không hề ít sau một cơn sóng FOMO kết thúc. Biểu hiện của một nhà đầu tư đang mắc hội chứng FOMO: kiểm tra thông báo bảng giá liên tục để xem biến động giá và mọi người đang bàn luận gì về các cổ phiếu. Điều này xảy ra hàng ngày và hàng giờ vì bạn sợ mình sẽ bỏ lỡ một tin tức quan trọng về cổ phiếu mình đang nắm giữ hoặc bỏ qua mất một cơ hội đầu tư tiềm năng nào đó. Bạn không thể tập trung vào làm việc khác khi biết rằng mọi người vẫn đang bàn tán về các tin tức mới, mà tin tức thì luôn phải cập nhật liên tục, vì thế mà bạn chẳng thể làm gì khác ngoài liên tục nghĩ về chúng. Biến động giá cũng như vậy, sự hấp dẫn của hai màu xanh đỏ khiến cho máy tính làm việc của bạn lúc nào cũng có ít nhất một tab bảng giá để bên cạnh, để chỉ cần mất 0,5 giây click chuột là bạn sẽ xem được giá cổ phiếu đang tăng hay giảm. Và việc này thậm chí lặp đi lặp lại tính theo phút nếu như bạn đầu cơ vào tài sản mua bán liên tục như là chứng khoán phái sinh, coin hay là forex. Mức độ ổn định cảm xúc thấp dễ dao động theo các biến động ngắn hạn của giá, vì thế mà không thể đầu tư hiệu quả được. Đầu tư ở đây bao gồm cả dài hạn investing và ngắn hạn trading. Nhưng nhà đầu tư theo dõi bảng giá quá nhiều thường là những người không có kế hoạch đầu tư cụ thể, vì thế mà họ cần theo dõi bảng giá liên tục vì sợ rằng sẽ có những biến động bất ngờ ảnh hưởng lên danh mục của họ. Tuy nhiên điều này lại gây tác dụng ngược nhiều hơn, khi mà các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng biến động giá và màu sắc của biểu đồ tác động nhanh và mạnh lên tâm lý nhà đầu tư. Vì thế mà với những nhà đầu tư dài hạn investor thì họ sẽ khó có thể nắm giữ cổ phiếu, còn với những nhà đầu tư ngắn hạn trader thì họ sẽ dễ đưa ra quyết định sai lầm khi liên tục bám bảng và không có kế hoạch đầu tư trước. Luôn chìm đắm trong cảm giác tiêu cực, tự ti khi so sánh danh mục đầu tư của mình với những khoản lãi ở trên mạng. Bản chất trong đầu tư là không ai có thể luôn luôn lãi được. Tuy nhiên, khi mà bạn xem mạng xã hội, bạn sẽ thấy có những người như vậy. Không phải là họ có thể đánh bại thị trường hay là gì cả. Đơn giản vì cái bạn thấy là cái mà họ muốn bạn thấy. Cái này mình nói phần đông thôi, chứ không hẳn là tất cả. Danh mục 5 mã thì hôm nay có thể 2 mã tăng 3 mã giảm, nhưng họ chỉ khoe mỗi 2 mã tăng thôi, còn bạn lấy cả danh mục của mình để đi so với họ. Rồi thì có hôm lãi hôm lỗ, hôm nào lãi thì họ mới khoe, còn hôm lỗ thì không nói gì cả. Còn bạn lại lấy cả quá trình đầu tư của mình để đi so sánh với một thời điểm lãi của họ. Vậy thì chắc chắn là luôn luôn kém hơn rồi. Dễ bị mua bán theo hô hào, cuốn theo đám đông quá hung hăng, hoặc là sợ hãi mà không nghiên cứu, tìm hiểu kỹ cổ phiếu mà mình sẽ mua. Chính vì ba lý do mình vừa kể trên, theo dõi các hội nhóm và bảng giá quá nhiều, cộng thêm tâm lý không ổn định, dẫn đến nhà đầu tư sẽ có những quyết định sai lầm như là thực hiện các khoản đầu tư không được nghiên cứu kỹ lưỡng, dẫn đến thua lỗ và sau đó cũng không biết xử lý ra sao cái khoản lỗ bởi vì không có kế hoạch quản trị rủi ro từ trước. Điều này chắc chắn sẽ kéo theo những thua lỗ và tạo thói quen xấu khi đầu tư, đó là phải phụ thuộc vào người khác. Không chủ động để cải thiện hiệu suất đầu tư và kết quả là sẽ gặp thua lỗ về đường dài. Cảm thấy kiệt sức vì việc đầu tư ảnh hưởng đến đời sống cá nhân và sức khỏe tinh thần. Việc tiêu tốn quá nhiều thời gian cho đầu tư mà không đem lại kết quả tốt, thậm chí còn ảnh hưởng đến các hoạt động khác trong cuộc sống, như là đời sống cá nhân, sức khỏe, tinh thần và các mối quan hệ. FOMO sẽ làm cho bạn mất ngủ và sau đó tình trạng sức khỏe tinh thần kém đi. Một nghiên cứu ở Trung Quốc đối với các sinh viên đại học đã chỉ ra những ảnh hưởng tiêu cực liên quan đến giấc ngủ kém do FOMO gây ra, như là sự đau khổ, tâm trạng khó chịu, dễ tức giận, cảm giác sợ hãi và lo lắng. Thêm vào đó, nó còn làm bạn khó tập trung và giảm năng suất làm việc.
Việc liên tục theo dõi thông báo từ các hội nhóm đầu tư hay phải cập nhật biến động giá cổ phiếu liên tục làm ảnh hưởng trực tiếp lên quá trình tập trung khi làm công việc chính. Nghiên cứu của Herjl và Gupta M cũng đã chỉ ra những người đa nhiệm sẽ mắc nhiều lỗi hơn và mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả thì hiệu suất đầu tư thì không cải thiện và hiệu quả công việc cộng thêm nguồn thu nhập chính lại đi xuống. Có cách nào để loại bỏ FOMO 100% hay không? Bản chất con người là động vật của cảm xúc. Hành động mua bán của bạn trong đầu tư bị ảnh hưởng nhiều bởi cảm xúc mà chính bạn cũng không nhận ra điều đó. Tuy nhiên, để có thể loại bỏ hoàn toàn cảm xúc và giao dịch như một cỗ máy thì chắc chắn là không thể. Thay vì thế, chúng ta có thể tìm hiểu về các hiệu ứng tâm lý, hạn chế và giữ chúng ở mức độ an toàn thì vẫn có thể tận dụng các mặt tốt mà không gây ra các tác hại lớn. Và dưới đây là một số cách để bạn có thể hạn chế hiệu ứng FOMO. Đầu tiên là loại bỏ các nguồn kích thích. FOMO cần các nguồn kích thích, ví dụ như là các group hô hào, báo tin, biến động giá cổ phiếu ngắn hạn, các chuyên gia khoe lãi. Do đó, để hạn chế FOMO, hãy loại bỏ các nguồn kích thích này hoặc là giới hạn chúng. Bạn hãy tắt thông báo các group chat, các nguồn tin thường xuyên xuất hiện ở trên điện thoại của bạn, unfollow các tài khoản mạng xã hội hay đi khoe lãi. Như vậy, bạn sẽ tránh sao nhãng và tập trung làm các công việc khác hiệu quả hơn rất nhiều. Nhưng như vậy thì làm sao bạn có thể cập nhật tin tức được? Câu trả lời là hãy dành một khoảng thời gian cụ thể trong ngày cho việc này, ví dụ như là trước khi làm việc hoặc là sau bữa tối, thời điểm bạn có thời gian rảnh, và không để những việc đầu tư đó ảnh hưởng đến các công việc khác. Chuẩn bị các kế hoạch đầu tư để tránh FOMO thời đám đông. Nếu FOMO như là một cơn đau, thì việc theo dõi tin tức, nghe ngóng phím hàng giống như là một liều thuốc giảm đau. Nó giúp bạn đỡ đau ngay lập tức. Tuy nhiên, chỉ có thể giải quyết phần ngọn, cơn đau vẫn sẽ quay lại nhanh chóng và bạn sẽ lại phải dùng thêm thuốc giảm đau liên tục và liên tục sau đó. Thứ bạn cần là một cuộc phẫu để giải quyết tận gốc vấn đề. Ở đây chính là có một kế hoạch đầu tư cụ thể. Trong khoảng thời gian đã định trước ở phần trên, chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ các cơ hội đầu tư mà chúng ta có thể tham gia. Số lượng mua, thời điểm mua, tiềm năng là gì? Cùng với đó là kế hoạch quản trị rủi ro. Những rủi ro, sai số nào có thể xảy ra và khi nào bán. Những kế hoạch này cần có trước khi bạn thực sự tham gia vào một điểm mua, chứ không phải là khi tài sản của bạn đã gặp rủi ro thì bạn mới đi tìm cách để xử lý thì sẽ luôn là bị quá muộn. Vì đã có kế hoạch xử lý từ trước, thế nên dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, bạn cũng sẽ không còn cảm giác lo lắng, bất an mà phải đi theo dõi bảng giá và tin tức liên tục nữa. Có sẵn điểm chốt lời, cắt lỗ trong kế hoạch đầu tư cũng giúp cho bạn kiểm soát cảm xúc trước những biến động giá. Dù đám đông có phi lý hay là điên rồ thế nào đi chăng nữa, thì bạn cũng sẽ hành động đúng như là kế hoạch đã đề ra. Cách này giúp bạn luôn chủ động trong hành trình đầu tư của mình. Kể cả có sai, thì bạn cũng biết là mình tại sao sai và có thể cải thiện trong những cơ hội đầu tư sau. Hãy nghĩ ngược lại. Lý do tạo ra tâm lý FOMO là bởi vì bạn chỉ nhìn thấy những điều tích cực, những khoản lãi đã được chọn lọc, những cơ hội đầu tư chỉ có lợi nhuận mà không ai nhắc đến rủi ro. Lần tới, hãy nghĩ theo chiều ngược lại. Nếu như ai đó khoe những khoản lãi, thì hãy biết rằng họ có những khoản lỗ đằng sau. Nếu ai đó giới thiệu một cơ hội đầu tư hấp dẫn, hãy tự hỏi rủi ro là gì. Biết đủ. Theo các nhà tâm lý học, FOMO là một dạng biến dạng nhận thức. Vì vậy, thay đổi cách nhìn nhận vấn đề cũng là một cách để bạn có thể kiểm soát những ảnh hưởng của hiệu ứng tâm lý này. Về lý thuyết, FOMO là vì bạn đang không hài lòng với hiện tại và lo lắng có những thứ khác có thể tốt hơn dành cho bạn. Lời khuyên là có hàng nghìn cơ hội để đầu tư trên thị trường, bạn không thể sở hữu tất cả. Do đó, thay vì lo lắng về những thứ mà bạn có thể bỏ lỡ, hãy cứ lựa chọn một vài cái và tận dụng tối đa tiềm năng từ chúng. Nếu chúng không hiệu quả theo kế hoạch và kỳ vọng bạn đã đề ra, thì lúc đó bạn mới cần phải thay thế chúng. Nhưng hãy ghi nhớ điều quan trọng là kế hoạch và kỳ vọng. Bạn cần có kế hoạch trước để biết khi nào khoản đầu tư ấy đúng hoặc sai, còn kỳ vọng thì cần phải phù hợp và thực tế. Hãy nhớ rằng, nhà đầu tư giàu nhất thế giới Warren Buffett chỉ cần hiệu suất trung bình 20% trên năm để có mức tài sản hiện tại, chứ không phải là x2, x3 tài khoản chỉ sau vòng vài ngày. Thay lời kết. Chắc chắn là nói dễ hơn làm, nhưng mà còn hơn là không nói đúng không? Cá nhân mình cũng làm trong lĩnh vực đầu tư và cũng đã từng trải qua những giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề từ tâm lý FOMO. Do đó, nếu bạn là người mới đầu tư, hoặc là đầu tư lâu nhưng vẫn đang gặp những vấn đề với FOMO, thì hy vọng những thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn nhận biết được và hạn chế những ảnh hưởng của hiệu ứng này. Hãy tập luyện và bạn sẽ kiểm soát được những tác động từ FOMO. Thêm một tin vui cho các bạn là nghiên cứu chứng minh rằng FOMO giảm dần theo tuổi tác. Vì vậy mà càng về già thì bạn sẽ ít muốn bon chen hơn đấy. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!